Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Báo Thể Thao. Và trước khi đến với những thông tin quan trọng, mời các bạn về admin điểm qua vài tin chính trong ngày hôm nay. MU muốn ký Calhanoglu mà không mất xu nào. Hai đối tác hoàn hảo cho Rashford tại Man United mùa tới. Van der Beek sẽ hủy hoại sự nghiệp nếu ở lại MU. Và còn rất nhiều thông tin khác, sau đây chúng tôi mời các bạn cùng đón xem. MU muốn ký Calhanoglu mà không mất xu nào. Toto Mercato đưa tin MU vừa tiếp cận Hakan Calhanoglu để đàm phán ký hợp đồng theo dạng tự do. Calhanoglu vừa thi đấu nổi bật giúp Milan giành quyền trở lại sân chơi Champions League sau 7 năm. Hợp đồng của Calhanoglu hết hạn vào ngày 30 tháng 6 nhưng anh không muốn ở lại mà có ý định tìm đến môi trường cạnh tranh hơn. MU cần nhân tố dự bị cho Bruno Fernandes, Quỷ đỏ chấp nhận để Van der Beek ra đi và chiêu mộ Calhanoglu để kiểm soát ngân sách. Ngoài MU, Calhanoglu cũng đang nhận được những lời đề nghị từ Liverpool và Juventus. Bước tiến mới vụ Varane gia nhập Man United. Trung vệ Raphael Varane từ lâu trở thành mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu của Manchester United, họ quyết tâm có chữ ký của Varane vào mùa hè này. Carlo Ancelotti có rất nhiều việc phải làm trong lần thứ hai trở lại đóng vai trò là huấn luyện viên Real Madrid, nhưng vấn đề cấp bách nhất ông cần nhanh chóng giải quyết là liên quan đến tương lai của hậu vệ Raphael Varane. Varane, 28 tuổi, hết hợp đồng vào mùa hè tới và có vẻ sẽ rời sân Bernabeu sau khi không đồng ý lời đề nghị gia hạn hợp đồng hiện tại. Chính vì thế, điều này làm dấy lên câu hỏi về tương lai tại Madrid của trung vệ người Pháp. Mới nhất, theo tờ AS của Tây Ban Nha, Los Blancos không thể đáp ứng yêu cầu của Varane về một hợp đồng mới, có nghĩa là Real Madrid phải bán cầu thủ này vào mùa hè năm nay hoặc anh được phép ra đi tự do vào năm 2022. AS cũng tiết lộ, Varane hiện đã nhận được lời đề nghị hấp dẫn từ Man United và cả PSG. Nếu Varane không đồng ý gia hạn, đội bóng của Ole Gunnar Solskjaer dường như đang nắm lợi thế rất lớn để giành lấy chữ ký của hậu vệ này. Cầu thủ người Pháp từ lâu đã được liên hệ với việc chuyển đến Old Trafford và suýt chút nữa đã ký hợp đồng với Man United vào năm 2011. Man United sẵn sàng đáp ứng những yêu cầu về hợp đồng cho Varane nếu cầu thủ này tới Premier League chơi bóng. MU được khuyên bổ nhiệm Antonio Conte thay Solskjaer. Jadon Kunde, cựu cầu thủ của Tottenham, cho rằng MU cần tận dụng cơ hội để bổ nhiệm Antonio Conte thay cho Solskjaer. Conte vừa chia tay câu lạc bộ Inter sau khi giúp đội bóng này vô địch Serie A. Trong khi đó, Oliver Solskjaer đã nhận thất bại ở chung kết Europa League trước đội Cardiff thứ 7 ở La Liga là Villarreal. Chẳng có gì tích cực cả, thất bại trước Villarreal chính là thảm họa với Solskjaer. Đấy là thời điểm quan trọng để Oli chứng tỏ rằng mọi người đã sai, thế nhưng ông ấy lại cho thấy những nhận định của tôi là đúng đắn. Tôi không thấy Oli là huấn luyện viên phù hợp với MU, dù điều này có vẻ khó nghe nhưng tôi vẫn phải nói, Oli không đủ trình độ dẫn dắt MU. Khi tôi nghe tin tức Conte đã chia tay Inter vào hôm nay, tôi nghĩ rằng MU cần phải bổ nhiệm ông ấy. Conte đã giành chức vô địch Premier League và Serie A, ông ấy biết cách giành danh hiệu. Hai đối tác hoàn hảo cho Rashford tại Man United mùa tới. Manchester United hướng đến việc chiêu mộ thêm ít nhất một ngôi sao tấn công chất lượng về Old Trafford hè 2021. Nhân sự hàng công và sự rối ren của Solskjaer. Kết thúc mùa giải 2020-21, những khó khăn và khiếm khuyết của Manchester United đều đã bộc lộ. Đội chủ sân Old Trafford về nhì ngoại hạng Anh, đồng thời đoạt ngôi á quân Europa League. Thực tế, đây đều là những thành tích không quá tệ hại, nhưng nó không xứng tầm với Quỷ đỏ, đồng thời là những kỳ vọng mà người hâm mộ đội bóng và ban lãnh đạo dành cho thầy trò huấn luyện viên Solskjaer. Hiện tại, đội hình Man United có hai vị trí đáng lưu tâm nhất, một là tiền đạo chủ lực, hai là trung vệ đẳng cấp. Nếu như Solskjaer phải tìm một đối tác hoàn hảo cho Harry Maguire trong bối cảnh Victor Lindelof và Eric Bailly không mang đến những sự tin tưởng nhất định cho chiến lược gia người Na Uy. Đồng thời, ở hàng công là nơi mà Man United đang dựa vào sự tỏa sáng của Edinson Cavani suốt giai đoạn cuối mùa giải. Marcus Rashford, Greenwood hay Daniel James ít nhiều gây ra những sự thất vọng nhất định và bế tắc. Anthony Martial vốn đã thiếu ổn định, nay mang lại chấn thương dài hạn. Hai đối tác hoàn hảo cho Rashford. Hiện tại, dựa trên nhiều nguồn tin từ truyền thông châu Âu, Harry Kane và Cristiano Ronaldo được xem là hai chữ ký mà Man United đang tiếp cận. Đây cũng là hai chân sút đẳng cấp, những cỗ máy săn bàn thực thụ để ban lãnh đạo Quỷ đỏ chiêu mộ. Tự chung, cả Harry Kane và Ronaldo đều là những chân sút kinh nghiệm, đẳng cấp và có thể bổ sung một cách mạnh mẽ cho hàng tấn công Man United. Chỉ có điều, với Harry Kane lúc này, Man United phải cạnh tranh rất lớn với Man City, Chelsea và Real Madrid. Van der Beek sẽ hủy hoại sự nghiệp nếu ở lại MU. Tiền vệ Donny Van der Beek tới MU từ Ajax ở hè năm ngoái với một bản hợp đồng trị giá 40 triệu euro. Ngôi sao sinh năm 1997 là trụ cột ở đội bóng Hà Lan, anh ra sân tới 175 lần, góp công lớn giúp đội bóng này giành nhiều danh hiệu. Van der Beek là mẫu cầu thủ đa năng. Ngoài vị trí hậu công, anh còn có thể chạy cánh và đá tiền vệ trung tâm. Cầu thủ này có khả năng ghi bàn và kiến tạo đều tốt. Tuy nhiên, anh lại không thể cạnh tranh được vị trí tốt ở MU. Sau 36 lần ra sân trên mọi đấu trường, Van der Beek chỉ ghi được một bàn thắng.
anh không thể cạnh tranh vị trí hậu công với Bruno Fernandes khi được sử dụng ở vị trí tiền vệ trung tâm và chạy cánh. Cầu thủ người Hà Lan cũng không chứng tỏ khả năng của mình. Raphaël van der Vaart, người từng chơi cho Ajax và là thành viên quan trọng của đội tuyển Hà Lan trong nhiều năm liền, đã có những lời khuyên gửi đến đàn em, anh nói với ESPN. Van der Beek hoàn toàn phù hợp với hệ thống của Ajax nhưng không phù hợp với Manchester United. Nếu không rời Old Trafford ở hè năm nay, tôi cho rằng cậu ấy sẽ tiếp tục phải ngồi dự bị ở MU mùa tới. Cách mà Solskjaer xây dựng đội hình không thể giúp Van der Beek phát huy những gì tốt nhất của mình. Cậu ấy là một cầu thủ giỏi, Van der Beek rất nhanh về kỹ thuật, đây là độ tuổi đẹp nhất của một cầu thủ và tôi không muốn cậu ấy phải tiếp tục ngồi dự bị. Một câu lạc bộ như Borussia Dortmund sẽ là một bước tiến tốt hơn cho cậu ấy. Phát biểu vào tháng trước, một cựu ngôi sao khác của Ajax và đội tuyển Hà Lan, Mark Overmars đã thúc giục Van der Beek chiến đấu cho vị trí tại Manchester United. Overmars nói với NOS, tôi nghĩ Van der Beek nên ở lại và cạnh tranh vị trí đá chính ở MU. Cậu ấy không nên rời đi chỉ sau một mùa giải tại Old Trafford. Tottenham muốn có cả Conte và cựu giám đốc thể thao của Juventus. Theo Sky Sports Italia, đội bóng nước Anh đang đẩy mạnh đàm phán với huấn luyện viên Antonio Conte, người vừa rời khỏi Inter Milan sau khi giúp đội bóng lên ngôi vô địch sau 11 năm. Không những vậy, thì hôm qua, nguồn tin từ chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano cũng tiết lộ Tottenham đã liên hệ với giám đốc thể thao của Juventus Fabio Paratici về việc đề nghị ông chuyển đến câu lạc bộ. Fabio Paratici cũng được ban lãnh đạo đội bóng nhắm tới để cải thiện tình hình chuyển nhượng. Với những động thái kể trên, đội bóng thành London đang muốn khẳng định lại tham vọng của họ khi đã rất lâu mà không có nổi một danh hiệu tập thể nào. Việc chiêu mộ cả huấn luyện viên Conte cùng giám đốc thể thao Paratici cũng là một bước tiến lớn khi cả hai đã từng có thời gian làm việc với nhau. Sky Sports Italia cũng cho biết cựu huấn luyện viên Chelsea đã đưa ra hai yêu cầu để Tottenham đáp ứng. Cụ thể, Conte đã đề nghị mức lương cao hơn 3 triệu euro trên một năm so với đãi ngộ mà đội bóng thành London đưa ra. Ông cũng muốn có sự đảm bảo từ chủ tịch Tottenham Daniel Levy về vấn đề chuyển nhượng. Thuyền trưởng 51 tuổi nhấn mạnh, ông muốn được cấp đủ kinh phí để có thể tái thiết đội hình ngay khi về dẫn dắt đội bóng. Dortmund muốn hai cầu thủ Chelsea. Dortmund vừa gửi đề nghị đến Chelsea liên quan đến hai cầu thủ trẻ Tammy Abraham và Callum Hudson-Odoi. Abraham và Hudson-Odoi là những nhân tố nổi bật với Frank Lampard, nhưng không có vị trí khi Thomas Tuchel xuất hiện. Theo báo chí Đức, Dortmund đánh giá tiềm năng của hai cầu thủ này nên muốn đưa về Bundesliga. Việc Dortmund chiêu mộ hai thành viên trẻ Chelsea cho thấy câu lạc bộ sẵn sàng bán Jadon Sancho, hiện được MU và Liverpool tranh giành. Thỏa thuận này cũng nói nên khả năng Dortmund sẽ bán Erling Haaland cho Chelsea mùa hè năm sau. Vì ba lý do, Solskjaer nên gián tay với máy chém MU. Mới đây, Eric Bailly có những phát biểu trước giới truyền thông về việc cạnh tranh ở vị trí Manchester United. Cụ thể, ngôi sao phòng ngự sinh năm 1994 không ngại bất kỳ gương mặt mới nào đến Old Trafford, nhưng tuyên bố sẵn sàng rời Quỷ Đỏ nếu không được thường xuyên ra sân. Thực tế, việc sắp xếp nhân sự dựa vào tính toán của Ole Gunnar Solskjaer dựa trên phong độ và thể chất của từng cầu thủ. Vì lẽ đó, Solskjaer nên có những động thái cứng rắn hơn với cậu học trò người bờ biển Nga vì ba lý do dưới đây. Đầu tiên là sự thiếu ổn định của Eric Bailly. Manchester United vừa gia hạn hợp đồng với Eric Bailly, điều này có nghĩa trung vệ người bờ biển Nga sẽ ở lại Old Trafford đến tháng 6 năm 2024. Cuối cùng, sau nhiều đồn đoán về tương lai, cựu sao Villarreal vẫn được giữ lại nhà hát của những giấc mơ. Dẫu vậy, có một thực tế khó phủ nhận rằng sự ổn định mà là điều mà Bailly rất thiếu. Eric Bailly là một hậu vệ luôn chiến đấu hết mình, sẵn sàng cống hiến không ngại va chạm. Nhưng thời gian qua, với việc hàng thủ Quỷ Đỏ bất ổn, Eric Bailly cũng thường ngụp lặn vì chấn thương. Khó có thể cống hiến thường xuyên cho công cuộc phục hưng của Solskjaer. Vì lẽ đó mới xuất hiện thông tin chiến lược gia người Na Uy nhắm một trung vệ đẳng cấp như Raphael Varane để về đá cặp cùng với đội trưởng Harry Maguire. Khi mà bản thân chưa thực sự thể hiện được tầm quan trọng và có vị trí chính thức trong đội hình Quỷ Đỏ, điều cần làm là Bailly phải thay đổi bộ mặt của mình trước. Lý do thứ hai, Man United không cung phụng ngôi sao. Từ trước đến nay, truyền thống được Sir Alex Ferguson xây dựng rất lâu ở Old Trafford chính là việc Man United không cung phụng bất kỳ ngôi sao nào. Cầu thủ khoác áo Quỷ Đỏ là để cống hiến và giúp nhà hát của những giấc mơ chinh phục những đỉnh cao. Ngược lại, sự nghiệp ở Old Trafford cũng sẽ là mốc son chói lọi nếu ngôi sao có thể hiện được tài năng của bản thân. Ngoài ra, Man United tuyệt đối sẽ không vì bất kỳ một ngôi sao nào mà phải e dè. Trường hợp Solskjaer thẳng tay loại bỏ những ngôi sao quan trọng, trao cơ hội cho cầu thủ trẻ thể hiện bản thân, điển hình như tấm gương Romelu Lukaku trước đây hay vừa qua là David De Gea đã nói rõ điều đó. Và lý do cuối cùng, đấu tranh giành vị trí là lẽ tất yếu. Ở một đội bóng lớn và luôn khao khát danh hiệu như Man United, đòi hỏi lực lượng nhân sự không chỉ hùng hậu mà luôn sẵn sàng chiến đấu. Đấu tranh giành vị trí tại Quỷ Đỏ là lẽ tất yếu và đây cũng là điều đã giúp Luxor, ngôi sao từng bị đồn đoán mất suất khi Alex Telles đến Old Trafford, vươn lên mạnh mẽ như những gì đã thể hiện ở mùa giải 2020-21.
Nếu Man United có chiêu mộ Varane hay một ngôi sao phòng ngự đẳng cấp nào khác, điều quan trọng là Eric Bailly cần phải nỗ lực gấp bội để chứng minh giá trị của bản thân. Mỗi cầu thủ phát triển thì đội bóng mới có được thực sự thăng tiến đều đặn. Nếu chỉ nghĩ đến việc có được thường xuyên ra sân hay không, rõ ràng Bailly chỉ suy tính đến lợi ích cá nhân mình. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Nếu quý vị và các bạn yêu thích, hãy ủng hộ mình một like, nhấn vào đăng ký kênh và đừng quên ấn vào chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mà chúng tôi lên sóng. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!